Bốn lời tiên đoán về tương lai của phù thủy Ukraine. Một trong số đó đã gây sốc. Số phận cuối cùng của Ukraine sẽ như thế nào? Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn mỗi ngày bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Phù thủy Mykhailo Nietzsche đã để lại một lời tiên tri nổi tiếng cho Ukraine. Rất nhiều người cho rằng ông đã dự đoán chính xác những diễn biến trong tương lai. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như tác động của những sự kiện này đối với toàn cầu. Phù thủy trong tiếng Ukraine có nghĩa là lời cầu nguyện bảo vệ, đồng thời được cho là có khả năng siêu nhiên và hấp thụ năng lượng từ thiên nhiên. Họ thường thích sống ẩn dật ở vùng núi, sa mạc hoặc rừng rậm để đạt được sự hài hòa hoàn toàn với tự nhiên. Mykhailo Nietzsche là một bác sĩ nổi tiếng người Ukraine, cũng là vị phù thủy cuối cùng của dãy núi Karpat. Ông sinh vào ngày 24 tháng 2 năm 1930 tại Yasinovata thuộc Ukraine và cũng qua đời tại đây. Năm 2010, ông đã được trao tặng giải thưởng công nhân văn hóa ưu tú của Ukraine cho 40 năm phục vụ trong một ban nhạc có tên Cheremosa String. Theo Nietzsche, ông là hậu duệ của Danilo Nietzsche, một chỉ huy người Ukraine trong cuộc nổi dậy Khmelnytsky. Trong những dự đoán của mình về tương lai Ukraine, ông Nietzsche nói rằng nguồn gen của chúng ta đang dần cạn kiệt, nhân loại đang hướng tới sự suy thoái hơn là tiến bộ, đặc biệt là thảm họa tan rã và việc phân chia khu vực Carpathian của Ukraine cho người Hungary và Séc. Lviv, một thành phố của Ukraine, sẽ thuộc về Ba Lan hay phía đông và trung Ukraine, cũng như Bukovina sẽ trở thành một phần của Romania. Tuy nhiên, phía tây Ukraine vẫn tồn tại. May mắn là cuối cùng Nietzsche đã nói rằng điều này chỉ là tạm thời, vậy nên hy vọng về việc tái thống nhất Ukraine vẫn còn có thể xảy ra. Có người đã hỏi ông rằng khi nào Ukraine sẽ phục hưng. Ông ấy nói rằng hiện tại dưới hình thức này, Ukraine sẽ không bao giờ phục hưng mà sẽ trở thành một quốc gia hoàn toàn khác và không được hồi sinh trong những khu vực ban đầu. Câu trả lời mang ý nghĩa rằng mặc dù đất đai sẽ bị chia cắt nhưng không loại trừ khả năng xuất hiện một quốc gia mới trong tương lai và quốc gia ấy sẽ do hậu duệ của Ukraine thành lập. Nơi phục hưng tiềm năng của Ukraine có thể là lục địa Bắc Mỹ. Đối với Mỹ, ông cũng giống như nhiều nhà tiên tri khác khi nói rằng Mỹ sẽ không tránh khỏi số phận suy tàn. Ngoài ra, trong dự đoán thứ tư, Nietzsche nói rằng những thế lực có sức mạnh tồn tại ở chiều không gian cao hơn trên thế giới sẽ can thiệp vào sự phát triển của con người trên trái đất thông qua thiên tai. Mục đích của việc này là điều chỉnh thế giới dựa trên nhiệm vụ biến đổi đặc biệt của mỗi khu vực trong tương lai. Nietzsche thấy rằng trong tương lai, địa hình của các vùng biển và núi non trên khắp thế giới sẽ thay đổi. Cuối cùng, toàn bộ thế giới sẽ chứng kiến một sự kiện biến đổi toàn cầu xảy ra song song với sự thay đổi chính trị và lịch sử. Vậy nên, nếu trái đất trải qua sự thay đổi từ nhiều hướng cùng một lúc, nó sẽ mang một hình dạng hoàn toàn mới. Yếu tố tinh thần và vật chất sẽ đồng thời trải qua sự biến đổi mỗi ngày, mang đến cho chúng ta một thế giới ngày càng mới mẻ hơn. Tất cả những dự đoán trên được Nietzsche nói ra trước khi ông qua đời vào năm 2011. Vào thời điểm từ năm 2005 đến 2007, phù thủy Mykhailo Nietzsche đã nhắc đến sự chia cắt của Ukraine, nhưng tất nhiên là không ai tin vào ông ấy. Xét theo tình hình hiện tại, quốc gia này vẫn chưa đạt đến mức độ mà dự đoán của Nietzsche đã nói đến. Nhưng đối với những xung đột hiện tại vẫn đang còn tiếp tục, không ai dám chắc lời tiên đoán trên có thể xảy ra trong một tương lai gần hay không. Thực ra Nietzsche từng là một người bình thường và làm công việc kế toán tại một trang trại nhà nước. Nhiều người nói ông ấy là người giản dị và thân thiện, hoàn toàn không có vẻ ngoài hoặc hành vi nào liên quan đến phép thuật. Tuy nhiên, nhiều người khác lại tin rằng Nietzsche không chỉ có khả năng dự đoán tương lai mà còn có thể kiểm soát thời tiết. Vào năm 1989, ông được mời tham gia một lễ hội mang tên Chevunaruta ở Chernosi. Lúc lễ hội diễn ra, do thời tiết không được tốt nên ban tổ chức đã mời Nietzsche thực hiện một nghi lễ và thực sự thời tiết đã trở nên ấm áp vào ngày hôm đó. Cả cuộc đời của Nietzsche đều sống một cuộc sống đơn giản và khiêm tốn. Ông nói rằng bản thân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngoài ra, Nietzsche còn rất thích giúp đỡ mọi người,
có sự am hiểu sâu sắc về văn học và nhiều kiến thức khác. Tuy nhiên, những dự đoán chính xác về chính trị mới là điều làm cho ông trở nên nổi tiếng. Vào thời điểm Tổng thống Ukraine cũ, Yanukovych vừa đắc cử, ông đã dự báo rằng vị Tổng thống này sẽ chỉ cầm quyền trong 3 năm do bị ám sát. Tuy nhiên là sự thật Tổng thống Yanukovych không cầm quyền 3 năm, mà chính xác là 4 năm, từ tháng 2 năm 2010 đến tháng 2 năm 2014. Và mặc dù sự an toàn của vị Tổng thống đã bị đe dọa, nhưng cuối cùng ông vẫn may mắn sống sót. Tuy dự đoán táo bạo của Nietzsche không thực sự trở thành sự thật, nhưng xét về các chi tiết cũng không chênh lệch nhiều. Sau này, Nietzsche cũng dự đoán về sự chia cắt của Ukraine và dự đoán chính xác về các hoạt động quân sự trong tương lai. Đáng chú ý là tất cả các dự đoán của ông đều được ghi chép rõ ràng dưới dạng video từ năm 2005 đến năm 2007. Nietzsche đã đưa ra những dự đoán đáng lo ngại về tương lai của Ukraine. Ông nói rằng quốc gia này sẽ phải đối mặt với sự chia rẽ bởi những dối trá và sỉ nhục mà không có cách nào tránh khỏi. Trong tương lai, Ukraine sẽ không còn tồn tại và các dân tộc sống ở đó sẽ phải phân tán đến những quốc gia xa xôi khác. Chỉ khi đó họ mới có thể tìm thấy hòa bình. Những cánh đồng sẽ tràn ngập mùi hôi thối của xác chết, nhưng đất nước bị hủy hoại này không đáng được thương xót. Ông cũng chỉ ra nguyên nhân của sự hủy diệt không thể tránh khỏi, rằng một dân tộc đã quên đi quan hệ huyết thống của mình và cố gắng chinh phục một dân tộc khác có liên hệ huyết thống với họ. Vì vậy, họ sẽ chắc chắn gặp phải sự phản ứng dữ dội. Ngoài ra, theo lời Nietzsche đã tiên đoán, bản đồ của Ukraine sẽ xuất hiện các tình huống sau đây. Đầu tiên là khu vực Carpathian, ngoại vi của Ukraine, sẽ thuộc về người Hungary và người Séc, cũng như vùng Lviv sẽ bị ảnh hưởng bởi Ba Lan. Ở phía đông và trung tâm Ukraine vẫn sẽ nằm dưới sự ảnh hưởng của Nga, còn Bukovina sẽ trở thành một phần của Romania. Dự đoán của phù thủy Mykhailo Nietzsche đã chỉ rõ rằng Ukraine sẽ không còn tồn tại, nhưng đó chỉ là một hiện tượng tạm thời vì họ sẽ tái sinh trên lục địa Bắc Mỹ. Ông nói rằng trong tương lai, sau một giai đoạn người cũ sẽ bị thay thế bởi người mới, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn gấp 7 lần so với hiện tại trước khi đạt đến đỉnh điểm. Ukraine sẽ không còn tồn tại như hiện nay. Dự báo của Nietzsche dường như là một chuyện vô cùng khó tin, nhưng không ai có thể biết chắc chắn về tương lai. Ngoài ra, ông luôn nhấn mạnh rằng sự phát triển của các sự kiện có thể thay đổi, nhưng Nietzsche chắc chắn rằng số phận của Ukraine thì không. Vậy thì cuối cùng, lãnh thổ Ukraine hiện tại sẽ xảy ra điều gì? Có phải là sự xuất hiện của một quốc gia hoàn toàn khác biệt và sẽ sinh ra một thế giới hoàn toàn mới? Nhà tiên tri số 1 Brazil từng dự đoán chính xác nhiều thảm họa và 5 lời tiên đoán quan trọng cho thế giới năm 2024. Nhà tiên tri hàng đầu của Brazil đã tiên đoán về 5 sự kiện lớn trong năm 2024, bao gồm sự kiện một quốc đảo ở châu Á sẽ phải đối mặt với hàng loạt thảm họa, xung đột nghiêm trọng trong kỳ bầu cử ở Mỹ năm 2024, hay vụ nổ lớn sẽ xảy ra ở kinh đô ánh sáng Paris. Trước đó, nhiều người cho biết rằng ông đã cảnh báo Nhà Trắng trước vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Nhưng thông tin mà ông đưa ra đã bị bác bỏ và thậm chí bị vị Tổng thống đương nhiệm ném vào thùng rác. Liệu khả năng tiên đoán tương lai của ông lần này có thực sự chính xác hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Nhà tiên tri số 1 của Brazil. Vào ngày 26 tháng 10 năm 1989, Juscelino Nóbrega da Luz, nhà tiên tri số 1 người Brazil, đã gửi một bức thư cho Nhà Trắng của Mỹ. Người ta nói rằng khi đó, Tổng thống George W. Bush đã nhận được bức thư và đọc toàn bộ nội dung của nó. Trong thư, Juscelino đề cập đến vụ tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Ông mong muốn chính phủ Mỹ sẽ có những chuẩn bị từ trước. Tổng thống Bush đã đọc nội dung, nhưng ông hoàn toàn không tin những điều này mà chỉ nghĩ đây là trò lừa bịp. Vậy nên, Bush đã vứt bức thư vào thùng rác. Chúng ta không thể xác minh sự thật của vụ việc trên vì lúc đó không ai có thể tiếp cận được với Tổng thống. Tuy nhiên, thông tin này có vẻ không hề sai vì sau khi vụ khủng bố 11 tháng 9 thực sự xảy ra, Juscelino đã bỗng chốc nổi tiếng khắp thế giới, đặc biệt là ở Brazil. Người dân Brazil ngày càng bị thuyết phục hơn vào lời tiên tri của Juscelino và gọi ông là nhà tiên tri số 1 của Brazil. Mặc dù sự việc kể trên không có bằng chứng xác thực, nhưng một lời tiên tri khác của ông lại có bằng chứng rõ ràng. Vào năm 1997, Juscelino lại gửi một bức thư cho chính phủ Indonesia
Trong thư ông đề cập đến khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là vùng ven biển đảo Sumatra, sẽ xảy ra một trận động đất lớn. Trận động đất này có sức phá hủy vô cùng lớn, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Yoshilino đã yêu cầu Tổng thống Indonesia phải có sự chuẩn bị sẵn sàng để giảm thiểu thiệt hại do thảm họa gây ra. Thế nhưng lần này, ông không hề đề cập đến thời điểm xảy ra thảm họa. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận động đất tại Ấn Độ Dương có cường độ 9,1 đã bùng phát, gây ảnh hưởng đến Sri Lanka, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và nhiều quốc gia khác. Trận động đất lớn cùng sóng thần liên tiếp khiến hơn 300 người thiệt mạng, trở thành một trong những thảm họa lớn nhất thế kỷ 21. Bức thư mà Yoshilino đã viết năm đó hiện đang được lưu trữ tại bưu điện Indonesia. Sau sự kiện này, danh tiếng của ông như một nhà tiên tri số 1 Brazil lại càng được khẳng định. Vậy làm cách nào mà Yoshilino có thể dự đoán về tương lai? Theo lời kể của Yoshilino, ông thường thấy nhiều chuyện kỳ lạ trong giấc mơ của mình và những chuyện kỳ lạ này rất có nhiều khả năng sẽ xảy ra ở tương lai. Ban đầu ông cũng không biết tại sao lại như vậy. Yoshilino đã chia sẻ với gia đình của họ, nhưng họ cho rằng ông đang nói dối. Mẹ của Yoshilino còn cho rằng ông mắc bệnh tâm thần, buộc ông phải đi khám tâm lý và thậm chí còn dạy dỗ ông bằng bạo lực. Cách đối xử của gia đình và bạn bè đã gây ra tổn thương lớn cho Yoshilino. Tuy nhiên, ông vẫn kiên định tin rằng mình có thể mơ thấy tương lai bởi những giấc mơ của ông sau đó đã trở thành sự thật. Năm lên 9 tuổi, Yoshilino mơ thấy một người đàn ông cùng làng bị tai nạn ô tô nên đã đưa ra lời cảnh báo. Vậy nhưng cuối cùng, người đàn ông vẫn tử vong trong vụ tai nạn. Từ đó trở đi, Yoshilino đã có một niềm tin mãnh liệt về tiên tri. Ông muốn ghi lại những giấc mơ của mình và thông báo cho nơi xảy ra sự kiện để giảm thiểu các thảm họa xảy ra. Ngoài sự kiện 11 tháng 9 và trận động đất lớn ở Indonesia, Yoshilino còn dự đoán về những sự kiện nào khác và liệu chúng có khả năng xảy ra hay không. Những dự đoán kỳ diệu của Yoshilino. Theo lời của Yoshilino thì từ nhỏ ông đã có khả năng mơ thấy tương lai. Chẳng hạn trong một giấc mơ, Yoshilino nhìn thấy vô số người tị nạn tại Afghanistan cùng Iraq và khắp nơi chỉ toàn quân lính Mỹ. Sau khi tỉnh giấc, Yoshilino đã gửi thư cho Nhà Trắng. Trong thư ông nói rằng Tổng thống Bush sẽ phát động chiến tranh ở Afghanistan và Iraq vào năm 2001 và 2003. Cùng lời yêu cầu Tổng thống Bush không nên phát động hai cuộc chiến tranh này vì thiệt hại do chiến tranh gây ra là quá lớn. Tuy nhiên, bức thư dường như không đến được tay ông Bush. Thậm chí, nếu nó đến được tay ông ấy thì cũng không thể ngăn được bước tiến của chiến tranh. Một dự đoán khá đáng chú ý khác của Yoshilino là về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, bà Hillary Clinton được đánh giá là có lợi thế hơn ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò ý kiến lúc đó. Hầu hết mọi người đều tin rằng bà Clinton sẽ đắc cử. Nhưng Yoshilino nói rằng ông đã thấy Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ trong một giấc mơ. Mặc dù ông cũng cảm thấy điều này thật khó tin. Ban đầu mọi người nghĩ rằng danh hiệu nhà tiên tri số 1 Brazil của ông sẽ bị đánh mất bởi lời tiên đoán này. Nhưng sự thật một lần nữa chứng minh những giấc mơ của Yoshilino là hoàn toàn chính xác. Trong một bài báo năm 2023, Yoshilino đã đưa ra cảnh báo rằng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một loạt thảm họa vào năm 2024 như trận động đất lớn và núi lửa phun trào khiến hàng trăm người thiệt mạng. Đúng như dự đoán, vào ngày đầu tiên của năm 2024, một trận động đất 7,6 độ Richter đã xảy ra ở bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, làm cho hơn 260 người thiệt mạng. Nhà tiên tri hàng đầu của Brazil còn dự đoán sẽ có nhiều thảm họa khác xảy ra ở Nhật Bản trong năm 2024. Ông thậm chí còn đưa ra cả thời gian cụ thể khi ngôi sao hủy diệt sẽ đâm vào trái đất. Liệu các nhà thiên văn học có phản hồi gì về lời tiên đoán này? Năm lời tiên tri lớn năm 2024. Là nhà tiên tri hàng đầu của Brazil với tỷ lệ chính xác của những lời tiên tri lên tới 90%. Vì vậy, những dự đoán mà Yoshilino đưa ra luôn được mọi người quan tâm. Về năm 2024, ông đã đưa ra 5 lời tiên tri lớn. Trong đó, một lời tiên tri trực tiếp nhắm đến Nhật Bản khi khẳng định quốc gia này sẽ phải đối mặt với một loạt thảm họa. Lời tiên tri thứ hai của Yoshilino hướng đến Hoa Kỳ. Ông nói rằng trong dịp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ xảy ra các sự kiện bạo lực và hỗn loạn. Dự đoán này không có gì đáng ngạc nhiên vì hiện nay tình hình hỗn loạn trên thế giới dường như đã trở nên quen thuộc.
Mặc dù chúng ta đang sống trong một quốc gia hòa bình, nhưng hầu như mỗi ngày đều chứng kiến sự kiện chiến tranh ở các quốc gia khác. Lời tiên tri thứ ba là trong giấc mơ của mình, Juscelino nhìn thấy một vụ tấn công khủng bố sẽ xảy ra tại Paris, gây ra nhiều thương vong. Tuyên bố này của ông rõ ràng cũng liên quan đến các sự kiện nóng hổi trong năm nay. Đồng thời cũng có người cho rằng ông đang cố tình lợi dụng cơ hội để trở nên nổi tiếng hơn. Đặc biệt là sau khi Pháp kêu gọi sự hỗ trợ của thế giới về an ninh Thế vận hội. Lý do khiến lời tiên tri của Juscelino thu hút sự quan tâm chính là ông đã nói ra những lo lắng của mọi người. Nhưng chúng ta vẫn nên hy vọng rằng Paris trong năm nay sẽ tái hiện lại tinh thần Olympic, đóng vai trò tích cực trong việc truyền bá thông điệp hòa bình và được tổ chức thành công tốt đẹp để mang một chút năng lượng tích cực đến thế giới hỗn loạn này. Lời tiên tri thứ tư của Juscelino đề cập trực tiếp đến đất nước Brazil. Ông nhìn thấy quốc gia của mình cũng sẽ đối mặt với sự bất ổn trong năm 2024. Tuy nhiên, đối với lời tiên tri này về Brazil, Juscelino không đề cập quá nhiều nội dung. Có lẽ vì ông đang ở Brazil nên cũng khá kiểm soát trong lời nói. Lời tiên tri thứ năm của Juscelino nhắc đến một cường quốc phương Đông. Ông cho rằng cường quốc phương Đông này sẽ phóng một vệ tinh nhân tạo. Mặc dù đây là hoạt động thường xuyên của quốc gia này, nhưng trong năm nay, hành động ấy sẽ bị can thiệp và phá hủy. Trên đây là 5 lời tiên tri của Juscelino về năm 2024. Đối với thế giới trong tương lai xa hơn, ông cũng đưa ra nhiều lời tiên tri lớn gây chú ý. Ngày 4 tháng 1 năm 2006, Juscelino đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ là Kofi Annan, nói rằng trong giấc mơ của mình, ông nhìn thấy mực nước biển dâng cao nhấn chìm nhiều quốc gia như Kiribati, quần đảo Marshall và nhiều khu vực thuộc quần đảo Nhật Bản, đặc biệt là sự tan chảy không ngừng của băng ở Bắc Cực vào năm 2029, sẽ làm gia tăng đáng kể quá trình này. Đến năm 2038, Mỹ và Nhật Bản lần lượt chứng kiến các vụ phun trào siêu núi lửa gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường toàn cầu. Tuy nhiên, thách thức nghiêm trọng nhất vẫn là tiểu hành tinh Apophis. Tiểu hành tinh này sẽ thoát khỏi trái đất vào năm 2029. Và sau đó lại tiến gần vào năm 2036 với khả năng va chạm trái đất lên đến 8%. Apophis còn gọi là hành tinh hủy diệt có khối lượng khoảng 4,2 triệu tấn. Nếu nó va vào trái đất sẽ giải phóng năng lượng tương đương với 1,53 tỷ tấn thuốc nổ TNT, gây thiệt hại nghiêm trọng cho loài người. Tuy nhiên, trong một cảnh báo năm 2013, các nhà khoa học đã loại trừ khả năng Apophis va chạm với trái đất vào năm 2036. Ngoài ra, nhà tiên tri Nostradamus cũng dự đoán rằng các thảm họa trong tương lai sẽ làm giảm dân số trái đất một nửa. Đây là một dự đoán rất bi quan. Mặc dù những dự đoán như vậy có thể gây chú ý, nhưng chúng chỉ là dự đoán và không thể xem là kịch bản chắc chắn cho tương lai. Bởi vì hiện tại luôn có những biến đổi khó lường. Bạn nghĩ gì về những lời tiên tri của Juscelino cho năm 2024 và tương lai? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Nhà siêu hình học Trung Quốc Trác Quan Lăng dự đoán nửa cuối năm 2024, tiên đoán lớn về tác động của dịch bệnh, thiên tai và đất nước Hoa Kỳ. Ít ai biết rằng ở Hồng Kông có một nhà tiên tri học thuật tên Trác Quan Lăng. Bà nổi tiếng với tiên đoán chính xác về sự bùng phát đại dịch bệnh vào năm 2019. Trác Quan Lăng nói rằng rất nhiều người sẽ qua đời, các cửa hàng sẽ phải đóng cửa vì dịch bệnh này. Điều đáng ngạc nhiên hơn là bà còn chỉ ra được những ngành nghề nào sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đầu tiên. Có thể nói rằng, ngoài những nhà tiên tri tên tuổi, thì Trác Quan Lăng là nhà tiên tri duy nhất ở Hồng Kông đã dự đoán chính xác về sự bùng phát của dịch bệnh COVID vào năm 2019. Trong năm 2024, bà còn đưa ra nhiều tiên đoán chi tiết về sự thay đổi của thế giới trên nhiều phương diện. Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết trong video ngày hôm nay. Rất nhiều người đã xem lại các video trong lịch sử và mới nhất của Trác Quan Lăng. Họ phát hiện ra rằng tỷ lệ chính xác trong những dự đoán của bà là rất cao. Trên thế giới hoặc trên mạng Internet có không ít những nhà tiên tri từ hàng thập kỷ, hàng thế kỷ trước, nhưng họ hoặc là đã qua đời, hoặc là những lời tiên tri để lại quá mơ hồ, khiến chúng ta khó lòng xác định mức độ chính xác. Vì vậy, một nhà tiên tri người Hoa còn sống và có tỷ lệ dự đoán chính xác cao như Trác Quan Lăng là điều rất hiếm có. Với tài năng phi thường và sự kế thừa sâu sắc của mình, bà đã trở thành đại diện quan trọng trong giới huyền học Hồng Kông. Ngay từ nhỏ, Trác Quan Lăng đã được đào tạo một cách nghiêm ngặt, học hỏi phương thức dự đoán tâm linh và kế thừa truyền thống huyền học của gia đình. Ngoài ra, bà còn được xem là hóa thân của thất nữ sinh thất công chúa. Điều này khiến Trác Quan Lăng càng trở nên bí ẩn hơn. Sau khi trưởng thành,
bà đã trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Hồng Kông nhờ vào những bố trí phong thủy và bùa chú độc đáo của mình để thu hút tài lộc. Vậy nên có rất nhiều người nổi tiếng đã tìm đến Trác Quan Lăng để xin lời khuyên cho công việc và cuộc sống. Năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, Trác Quan Lăng đã dự đoán chính xác về sự bùng phát của đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Nhiều người cho rằng dự đoán chính xác về đại dịch này phải kể đến thần đồng tiên tri người Ấn Độ Adnan, với tiên đoán được đưa ra vào ngày 22 tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên, khi xem lại đoạn phim gốc, chúng ta sẽ thấy rằng Adnan chỉ nói về một cuộc chiến tranh và một đại dịch toàn cầu, nhưng không chỉ ra cụ thể là bệnh gì. Trái lại, trong cuộc phỏng vấn vào ngày 25 tháng 9 năm 2019, Trác Quan Lăng đã trực tiếp dự báo rằng năm 2020 sẽ có một đại dịch lây nhiễm xảy ra. Ngoài ra, bà còn nêu rõ ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với kinh tế và cuộc sống. Ngoài ra, nhiều dự đoán khác của Trác Quan Lăng cũng đã trở thành sự thật, như việc xung đột Nga-Ukraine sẽ không kết thúc mà sẽ càng trở nên ác liệt hơn. Vào ngày 31 tháng 8, 2021, trong một video bà dự đoán rằng nước Anh sẽ có nữ thủ tướng thứ ba và đến tháng 9 năm 2022. Kết quả thực sự chính xác như dự đoán khi bà Mary Elizabeth Truss chính thức trở thành thủ tướng của Vương quốc Anh. Sự chính xác trong những dự đoán đã khiến nhiều người phải kinh ngạc về khả năng tiên tri của bà. Trác Quan Lăng là một trong số ít những nhà tiên tri hiện đại có khả năng nhìn thấy tương lai. Ngoài ra, bà còn là một nhà chiêm tinh học xuất sắc. Trong năm 2024, bà đã đưa ra những dự đoán chi tiết từ kinh tế đến thảm họa tự nhiên và tình hình phát triển toàn cầu. Trác Quan Lăng nói rằng, năm nay sẽ có nhiều thảm họa tự nhiên như mưa lớn, hạn hán cùng nhiệt độ cao. Tất cả sẽ lần lượt xuất hiện và liên tục tăng lên vào cuối năm. Có vẻ những dự đoán của bà cho nửa đầu năm đã được chứng minh là chính xác. Vậy những dự đoán chi tiết của Trác Quan Lăng cho năm 2024 này là gì? Dựa vào nội dung đăng tải trên trang cá nhân, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy bà đã đưa ra hơn 100 lời tiên đoán về năm 2024 trên toàn thế giới. Trong đó có 5 sự kiện quan trọng nhất. Đầu tiên là vào cuối năm 2023, Trác Quan Lăng nói rằng vào năm 2024, tại một vài quốc gia như Mỹ, Đài Loan và Nhật Bản sẽ xảy ra một số trận động đất. Thực tế chứng minh thì chỉ mới đầu năm 2024, Nhật Bản đã xảy ra 2 trận động đất mạnh trên 6 độ Richter. Ngoài ra, vào tháng 3 và tháng 4, khu vực biển của huyện Hoa Liên thuộc Đài Loan đã xảy ra động đất 7,2 độ Richter. Điều khiến người ta lo lắng là tiên đoán mới nhất của Trác Quan Lăng đã nói rằng Đài Loan có thể sẽ phải hứng chịu thêm những trận động đất mới vào nửa cuối năm 2024. Ngoài ra, vào tháng 7 năm nay, tại một địa điểm chưa xác định sẽ xảy ra động đất và sóng thần. Lời tiên đoán thứ hai nói rằng Hàn Quốc sẽ trải qua nhiều biến động và xáo trộn chính trị trong nửa cuối năm, cùng với các hoạt động quân sự hợp tác với các quốc gia khác. Tình hình kinh tế của quốc gia này cũng không khả quan, các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Về mặt y tế, cả thế giới đều cần chú ý phòng ngừa sự xuất hiện của virus mới. Bên cạnh đó, chúng ta cần đề phòng nguy cơ cao về cháy nổ và lũ lụt do gió bão tạo ra, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nông sản và nhà cửa, thậm chí đe dọa tính mạng của con người. Điều thứ ba mà Trác Quan Lăng nhắc đến chính là tình hình chính trị Nhật Bản sẽ có nhiều biến động, thậm chí là việc thay đổi nhà lãnh đạo, cũng như việc xả thải hạt nhân sẽ tiếp tục là nguyên nhân gây ra tranh cãi trong cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, quốc gia này còn có nguy cơ gặp phải virus mới và biến thể mới. Vì vậy, việc thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm trùng là một vấn đề cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đối với thị trường chứng khoán tại Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung, việc theo dõi và đánh giá tình hình là điều không thể thiếu, bởi sự biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đến tài sản và đầu tư của chúng ta. Do đó, cần phải cẩn trọng và thông minh trong việc đưa ra quyết định. Thiên tai luôn là một nguy cơ lớn đối với mọi quốc gia, và việc chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp là điều cần thiết. Vậy nên, một quốc gia mạnh về quân sự như Mỹ đã cam kết hỗ trợ một quốc gia khác trong năm 2024. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ và hợp tác quốc tế trong bối cảnh thách thức từ thiên tai và các thảm họa tự nhiên khác. Bởi theo dự đoán của Trác Quan Lăng, thì năm 2024 sẽ có nhiều thảm họa nặng nề do bão, lốc xoáy và hạn hán. Thậm chí là nhiều trận động đất với cường độ trên 8 độ Richter sẽ xuất hiện vào nửa cuối năm. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến nông nghiệp và nền kinh tế thế giới. Điều cuối cùng mà Trác Quan Lăng nhắc đến cũng là điều mà thế giới đang vô cùng quan tâm. Đó là kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và kết quả thắng lợi trong lần bầu cử này sẽ thuộc về Donald Trump. Những dự đoán về tương lai luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của mọi người. Bằng những dự đoán toàn diện về thị trường chứng khoán toàn cầu vào năm 2022,
tất cả dự đoán của bà về thị trường chứng khoán đều mang đến độ tin cậy rất cao. Việc nhà tiên tri Trác Quan Lăng đưa ra những dự đoán về thị trường chứng khoán cùng các sự kiện quan trọng khác đã mang lại cho chúng ta cái nhìn mới và thú vị về tương lai. Bạn nghĩ những dự đoán trên có thể trở thành sự thật hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Dự đoán mới nhất của người dùng mạng bí ẩn Hoàng Hữu. 5 trận động đất kinh hoàng cùng dự đoán về một đại dịch mới. Trung Quốc gặp thiên tai dị tượng liên tục. Cuối tháng 6 vừa qua, một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra ở huyện Mộc Lý, thuộc thành phố Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, với nguồn động đất ở độ sâu 8 km. Sự kiện địa chấn khiến một người dùng mạng xã hội có tên Hoàng Hữu bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bởi ngay từ tháng 4, anh ấy đã nói rằng những người bạn ở Tứ Xuyên cần chú ý hơn trong năm 2024. Ngoài ra, Hoàng Hữu còn cảnh báo trước là sẽ có một trận động đất từ 5 độ Richter trở lên xảy ra vào tháng 6 năm nay. Điều đáng kinh ngạc là anh ta còn nói rằng trận động đất ở Tứ Xuyên chỉ mới là khởi đầu. Nhiều trận động đất với cường độ lớn hơn sẽ diễn ra thường xuyên. Đồng thời, các vấn đề về thời tiết như hạn hán, mưa lớn, nhiệt độ cao, gió lốc, sấm sét và tuyết rơi dày đặc sẽ xuất hiện phổ biến. Vậy cụ thể người dùng mạng nickname Hoàng Hữu đã tiên đoán những gì? Và thảm họa khí hậu cực đoan sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào trong tương lai? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Có thể thấy, thời tiết cực đoan năm nay thực sự vô cùng phổ biến tại Trung Quốc, khi một bên là nhiệt độ cao và hạn hán đang tấn công khu vực phía Bắc. Mặt khác là mưa lớn liên tục ở phía Nam gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Vào tháng 4, tại Chu Hải xuất hiện tình trạng mưa lớn. Tháng 5, khu vực Quảng Tây, Nam Ninh, Trùng Khánh lại gặp thời tiết mưa dông trái mùa. Ngày 8 tháng 6 tại Vân Nam đột nhiên có mưa to, gây ngập lụt nghiêm trọng tại các thành phố. Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Hà Bắc lại đưa ra cảnh báo hạn hán nghiêm trọng. Các khu vực như Chu Khẩu, Chú Mã Điếm, Lạc Dương, 16 thành phố, thị xã cùng 72 trạm quan trắc quốc gia đều cho thấy hạn hán đang ở mức nghiêm trọng, kéo dài hơn 10 ngày. Từ tháng 5 năm 2024 đến nay, lượng mưa ở Hà Bắc giảm hơn 70% so với trung bình nhiều năm. Hơn một nửa các trạm quan trắc khí tượng đều báo động trạng thái hạn hán ở mức trung bình trở lên. Phạm vi của vùng hạn hán nâu trầm nặng không ngừng lớn rộng, khiến người dân cảm thán rằng đã sống tại đây hơn 50 năm nhưng chưa từng chứng kiến tình trạng hạn hán như vậy. Vào ngày 19 tháng 6 tại Quảng Tây, Quế Lâm, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài cùng với việc các hồ chứa ở thượng lưu sông Lệ liên tiếp xả lũ, mực nước các sông chính tăng vọt lên 2,55m. Đây có thể được xem là đợt lũ lớn nhất tại Quế Lâm kể từ năm 1998. Không chỉ tại Trung Quốc mà đa số các quốc gia trên thế giới cũng không tránh khỏi các thảm họa thời tiết. Những dấu hiệu dự đoán thời tiết ngày càng trở nên lạ lẫm. Dựa trên số liệu thống kê của Tổ chức Khí tượng Thế giới, trong 50 năm qua, số lượng thảm họa khí hậu cực đoan đã tăng gấp 5 lần. Có vẻ như lời tiên đoán của người dùng mạng với tên Hoàng Hữu không phải là không căn cứ. Chỉ trong vài tuần qua, các tin tức về đợt nắng nóng cực đoan tại Ấn Độ đã truyền đi khắp nơi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, sau khi Ấn Độ bị đợt nắng nóng cực đoan tấn công, Cơ quan Khí tượng Thế giới lại đưa ra thông báo dự kiến từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, hiện tượng El Nino toàn cầu sẽ bước vào giai đoạn suy yếu. Theo nguồn tin từ Philippines, đã có 4,56 triệu người tại quốc gia này chịu ảnh hưởng bởi sự suy yếu của hiện tượng El Nino, gây thiệt hại cho nông nghiệp địa phương, với ước tính lớn nhất khoảng 9,7 tỷ peso Philippines. Trái ngược với điều đó, La Nina có thể sẽ quay trở lại ngay khi hiện tượng El Nino bắt đầu kết thúc. Cả thế giới dự kiến sẽ chìm vào một giai đoạn biến đổi khí hậu cực đoan, xen kẽ giữa nóng và lạnh trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, dự báo thời tiết từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024 chắc chắn sẽ cực kỳ khốc liệt. Các chuyên gia khí tượng cho biết, sự xuất hiện sắp tới của hiện tượng La Nina có thể sẽ trở nên phổ biến hơn với cường độ ít nhất là gấp 3 lần so với trước đây. Với vị trí địa lý đặc biệt, Trung Quốc có khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bước vào giai đoạn này. Điều này làm cho nhiều người bắt đầu lo lắng về vấn đề thời tiết khắc nghiệt cũng như cách phòng tránh. Trước đây, người dùng mạng với nickname Hoàng Hữu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người khi dự đoán chính xác về dịch bệnh COVID-19 vào năm 2019 và sự cố xả nước thải ra biển tại Nhật Bản vào năm 2023. Theo các cuộc điều tra, người này tự nhận mình là người luôn nhanh hơn người khác một bước nhưng lại không ảnh hưởng nhiều. Hoàng Hữu mong rằng mọi người hãy xem những thông tin mà anh ta đưa ra như một sự giải trí, không phải vì anh không có khả năng cảnh báo hay đưa ra phương án.
mà vì mọi người đều không quan tâm đến lời anh nói. Thực sự như một thứ không cần thiết. Trước đây, Hoàng Hữu luôn khuyến khích mọi người không nên mất tinh thần, nhưng sau nhiều sự cố, bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Mãi cho đến ngày 27 tháng 5, với dự đoán chính xác về động đất xảy ra ở Tứ Xuyên và nhận được sự quan tâm của nhiều người trên mạng mới khiến anh ấy lấy lại sự tự tin. Hoàng Hữu đã nói trong bài viết rằng, ngay từ tháng 3 trên mạng xã hội, anh đã nhiều lần cảnh báo về việc động đất ở Tứ Xuyên bởi bản thân cảm thấy khí hậu thay đổi bất thường. Điều anh lo lắng nhất bây giờ là hạn hán, liệu có xảy ra hay không? Thậm chí có một số tỉnh sẽ đồng thời xuất hiện ngập lụt cùng hạn hán và Tân Cương có thể trở thành khu vực trọng điểm. Hiện nay tình hình lũ lụt đang diễn ra khắp Trung Quốc, truyền thông cũng liên tục cảnh báo về sự xuất hiện của nhiều cơn bão. Trong dự đoán của mình, Hoàng Hữu nói rằng bão năm nay không chỉ không giảm bớt mà cường độ và sức phá hủy có thể còn tăng lên. Một số nơi sẽ gặp phải cơn bão lớn như Thượng Hải, Phúc Kiến, Quảng Đông và Chiết Giang sẽ là địa điểm đặc biệt. Ngoài ra các khu vực ven biển cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm mang lại từ các cơn bão. Người dùng mạng Hoàng Hữu cho biết mình đã cảnh báo về điều này từ rất lâu. Hy vọng mọi người sẽ chú ý lắng nghe và chia sẻ rộng rãi để sẵn sàng thực hiện một số biện pháp phòng tránh. Hoàng Hữu gần đây luôn cảm thấy lo lắng bởi anh ấy thực sự muốn giúp đỡ mọi người. Ngoài ra anh còn dự đoán hậu quả của khí hậu năm nay bất thường, có thể sẽ ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất lương thực chính như Hà Nam, Cam Túc và vùng Đông Bắc của Trung Quốc. Nhiều nơi có thể có mưa lớn, mưa đá và tuyết rơi dày đặc, thậm chí bão tuyết xuất hiện có khả năng liên quan đến động đất. Hiện tại ở Trung Quốc đang là mùa hè, vậy nên nhiều người sẽ không quan tâm đến bão tuyết, nhưng chuyện ở tương lai khó có thể tiên đoán chính xác được. Nội dung dự đoán của Hoàng Hữu, dù có xảy ra hay không, chúng ta cũng nên có chuẩn bị trước, bởi sự sẵn sàng không bao giờ là dư thừa. Tổng hợp những tiên đoán về Thế chiến thứ 3 từ các nhà tiên tri trên khắp thế giới. Cuộc chiến lớn có thực sự diễn ra hay không? Trước đây mọi người thường nói, chiến tranh thế giới thứ 3 là chuyện không thể xảy ra. Nhưng đến hiện tại, đây lại là điều khiến cả thế giới vô cùng lo lắng. Đặc biệt là tình hình chính trị bất ổn cùng với việc có nhiều nhà tiên tri lớn nhỏ trên thế giới. Đã có những lời dự đoán về sự bùng nổ của Thế chiến thứ 3. Tất cả khiến chúng ta không thể không nghĩ đến. Ngoài những nhà tiên tri lớn từ thời kim cổ đến hiện đại, còn có những nhà tiên tri đến từ nhiều quốc gia khác nhau, được người dân vô cùng tôn sùng và đặt niềm tin tại quốc gia của họ. Vậy những nhà tiên tri này đã nói gì về cuộc chiến tiếp theo? Có sự trùng hợp nào giữa những lời tiên đoán này hay không? Mời các bạn cùng xem hết video ngày hôm nay. Sinh năm 1829, Mita Tadabic là nhà tiên tri nông dân người Serbia, đã thành công dự đoán về sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra, ông còn đưa ra những tiên đoán về chiến tranh thế giới thứ ba. Mặc dù tên tuổi của ông không được nhiều người biết đến như Nostradamus hay Baba Vanga, nhưng Mita Tadabic là niềm tự hào của người dân Serbia khi đã dự đoán thành công việc phát hiện ra dầu mỏ và nguồn năng lượng khác. Sự thành lập Liên bang Nam Tư hay sử dụng hình ảnh chiếc hộp thần kỳ để mô tả sự xuất hiện của chiếc điện thoại thông minh mà chúng ta sử dụng ngày nay. Theo dự đoán của Mita Tadabic, trong lời tiên tri từ Crema, sau chiến tranh thế giới thứ hai thì chủ nghĩa duy vật sẽ trở thành trọng tâm. Ngoài ra trong tương lai, con người sẽ mắc phải một loại bệnh lạ chưa từng thấy mà không có cách chữa trị. Mặc dù có thể thử nhiều loại thuốc nhưng không thể phát hiện ra được phương pháp điều trị phù hợp. Mặc dù phương thuốc luôn tồn tại bên trong con người nhưng chúng ta không có cách nào tìm ra được. Nhân loại ở tương lai luôn tự cho rằng họ biết tất cả. Chính vì vậy họ sẽ làm ra nhiều điều sai trái do sự suy đồi của tôn giáo truyền thống và sự ngu ngốc của con người. Mọi người quá tự tin vào sự hiểu biết của mình. Nhưng thực tế, nếu so với tri thức của Thượng Đế, thì tri thức của loài người vô cùng nhỏ bé. Trong lời tiên tri từ Kremna, Mita Tadabic cũng nói rằng tương lai sự căm ghét giữa con người sẽ trở nên nghiêm trọng hơn bởi mọi người sẽ không quan tâm đến mối quan hệ của họ với nhau. Điều đáng chú ý là ở phương Đông sẽ xuất hiện những người thông thái truyền bá đức tin và kiến thức, nhưng cả thế giới sẽ nghĩ rằng đó là dối trá. Cho đến khi một trận chiến chưa từng có kết thúc, thánh nhân đến từ phương Đông sẽ xuất hiện, khai sáng cho mọi người. Rằng mặc dù chúng ta được ban cho bộ não thông minh, nhưng lại tự biến mình thành những cỗ máy giết chóc. Thánh nhân phương Đông sẽ cố gắng làm cho nhân loại nhận thức được giá trị hòa bình, thay vì cai trị họ bằng nỗi sợ hãi. Bằng cách này, cả thế giới sẽ bắt đầu dõi theo vị thánh nhân, tin vào một tôn giáo mới và sử dụng một ngôn ngữ cho toàn cầu. Cuối cùng, một người với mái tóc đỏ sẽ thống trị thế giới để mang lại hạnh phúc cho mọi người. Trong thời kỳ cai trị của người,
cả thế giới sẽ sống trong hòa bình. Chỉ có một cuộc chiến sắc tộc ở một vài khu vực mà không còn cuộc chiến nào mang tầm cỡ thế giới nữa. Tuy nhiên, hạnh phúc này chỉ xuất hiện sau khi chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. Về dự báo cho chiến tranh thế giới thứ ba, Mita Tarabic nói rằng khi thời điểm đến sẽ có hai thế lực lớn đối đầu nhau. Cho đến khi cơn tức giận của một thế lực lên đến đỉnh điểm, họ sẽ phát động tấn công. Chiến tranh cũng từ đó bắt đầu. Nhiều quan điểm cho rằng dự đoán này đang dần ứng nghiệm trong cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ. Các nhà khoa học dự đoán, nếu điều này trở thành sự thật, có thể có một loại vũ khí mới được sử dụng trong chiến tranh dẫn đến xung đột toàn cầu. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý là trong lời tiên tri của Mita Tarabic có nhắc đến một quốc gia bị bao quanh bởi đại dương sẽ không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Hiện tại tất cả suy đoán đều cho rằng quốc gia hạnh phúc ấy chính là Australia. Theo lời tiên tri này, hậu duệ của Mita Tarabic đều đã di cư đến Australia để sinh sống và làm việc. Nhà tiên tri thứ hai nhắc tới cuộc chiến thứ ba chính là Matthias Stomberg, một nhà tiên tri người Đức được cho là đã từng đưa ra lời tiên tri về cả ba cuộc chiến tranh thế giới. Trước thềm chiến tranh thế giới thứ hai, Đức Quốc xã đã phát hiện trong hồ sơ của ông có đề cập đến Hitler và sự kết thúc của Đức Quốc xã. Vì vậy họ đã phá hủy phần lớn hồ sơ tiên tri, nhưng may mắn thay vẫn còn một số được mang ra nước ngoài. Nhờ đó mà ngày nay chúng ta vẫn biết về những lời tiên tri này. Trong suốt cuộc đời mình, Stomberg đã dự đoán chính xác về sự xuất hiện của đường sắt khi nói rằng một con quái vật bằng sắt sẽ chạy trong hoang dã và phát ra âm thanh lớn. Ngoài ra còn sự xuất hiện của máy bay khi tiên đoán rằng con người sẽ có thể bay giống như chim trên bầu trời. Stomberg cũng nói rằng do suy thoái của đức tin, Kitô giáo sẽ gần như hoàn toàn biến mất trong tương lai. Tôn giáo này sẽ vấp phải sự đối xử rất tệ bởi lối sống kiêu căng, thậm chí là không còn được tôn trọng nữa. Đến lúc đó, những Kitô hữu thực sự sẽ trở nên vô cùng hiếm có. Nói về chiến tranh thế giới thứ ba, Stomberg cho rằng cuộc chiến này xảy ra rất lâu kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Trận chiến sẽ sử dụng vũ khí nhân tạo khổng lồ gây ra thảm họa lớn cho toàn cầu, khiến tất cả các quốc gia trên thế giới cùng gánh chịu hậu quả. Trước khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, nhiều khu vực trên trái đất sẽ trở thành tâm điểm và cuộc đại chiến này sẽ là dấu chấm hết cho nhiều quốc gia. Tại châu Phi, cũng có một người từng đưa ra dự đoán về thế chiến tiếp theo, chính là C.N. Van Rensburg, một nhà tiên tri của Cộng hòa Nam Phi. Người ta nói rằng cả cuộc đời ông chỉ đọc báo để xem tin tức một lần, nhưng ông lại biết rõ về nhiều sự kiện diễn ra trên toàn cầu. C.N. Van Rensburg từng tiên đoán chính xác về sự bùng phát của cúm Tây Ban Nha vào năm 1918, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vào năm 1929, sự lây nhiễm của virus HIV và trong tương lai, một loại bệnh không thể chữa khỏi gây ra bởi sự suy đồi về đạo đức tình dục của con người sẽ lan từ châu Phi khắp thế giới. Điều khiến nhiều người quan tâm chính là Van Rensburg cũng đưa ra dự đoán cho chiến tranh thế giới thứ ba. Ông nói rằng, khi chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ, một loại dịch bệnh kinh hoàng cũng sẽ bùng phát cùng lúc. Song song đó, đất nước Nhật Bản sẽ bị nhấn chìm trong biển do động đất. Ngoài ra, nước Mỹ và Đức sẽ cùng nhau tham gia vào chiến tranh thế giới thứ ba với tư cách là đồng minh. Khi đó, con người sẽ phóng một loại vũ khí mới sử dụng tia điện quang cả trên bầu trời và mặt đất. Trước khi chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ, thế giới sẽ trải qua một giai đoạn hỏa hoạn chưa từng có. Các nước phương Đông và phương Tây sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình bền vững. Nhiều quốc gia cũng sẽ cắt giảm vũ khí. Tuy nhiên, chiến tranh sẽ bất ngờ bùng nổ tại một địa điểm và thời điểm không ngờ đến. Vào thời điểm này, nhà thờ cùng những nơi cầu nguyện sẽ trở nên trống rỗng, chuẩn mực đạo đức cũng sẽ sụp đổ. Mọi người không còn muốn kết hôn mà chỉ sống thử cùng nhau. Những chương trình truyền hình sẽ đầy rẫy nội dung bạo lực nhưng vẫn đủ sức gây nghiện cho mọi người. Trên màn hình TV, thậm chí sẽ công khai hiển thị hành vi tình dục. Ngoài ra, một lượng lớn người từ các nước nghèo sẽ đổ vào châu Âu, nhưng do số lượng quá đông, họ sẽ bị tẩy chay và đối xử thờ ơ. Đó cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra. So với cuộc chiến sắp tới, thì tất cả những cuộc chiến trước đều trở nên tầm thường. Chiến tranh sẽ kết thúc bằng vụ nổ hạt nhân, khiến không khí sẽ bị ô nhiễm nặng nề và lan rộng đến nhiều lục địa. Tương tự như dự đoán về chiến tranh thế giới thứ ba mà chúng ta vừa nhắc đến, nhà tiên tri Hy Lạp Elder Joseph cũng để lại nhiều dự đoán này liên quan đến các quốc gia trên thế giới như Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Trung Đông, các quốc gia châu Âu cũng như Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Mặc dù đều là những dự đoán tiêu cực, nhưng ông tin rằng cuối cùng chúng sẽ trở thành số phận của loài người. Trong dự đoán, Joseph đề cập đến việc chiến tranh sẽ bắt đầu từ Bulgaria, sau đó Nga sẽ tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm đóng tất cả các quốc gia Ba Tư và Palestine mà không phải gặp quá nhiều sự chống cự.
ngày càng nhiều quốc gia tham gia vào đại chiến khiến thế giới rơi vào hỗn loạn và thảm họa. Nga sẽ bắt đầu cuộc xâm lược đáng kinh ngạc đối với Hy Lạp, nhưng sức mạnh của Nga sẽ không kéo dài lâu vì Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ hợp sức và nhanh chóng tấn công Nga ở Siberia. Ngoài ra còn có sự tham chiến của Đức khiến Nga sẽ không thể chiếm đóng Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập quá lâu. Trong số các quốc gia bị xâm lược, Hy Lạp sẽ phải nhượng bộ trước và ký kết liên minh với Nga cùng Bulgaria. Sau thời kỳ hỗn loạn này, một cuộc chiến lớn hơn sẽ bùng nổ, mang tính chất của chiến tranh Armageddon, những trận đánh mang tính chất hủy diệt thế giới. Vì vậy, đối mặt với những dự báo của Joseph, cư dân mạng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Hy Lạp một cách tức giận vì tạo ra những dự báo vô lý, mô tả họ một cách xấu xa. Cư dân mạng Nga cũng tức giận vì Nga bị chỉ trích là nguyên nhân gây ra chiến tranh thế giới thứ ba và là người khởi đầu của chiến tranh Armageddon. Nhiều người còn nghi ngờ làm thế nào Bulgaria có thể trở thành nguồn gốc của chiến tranh thế giới. Điều đó là không thể xảy ra. Trên đây là những dự đoán về Thế chiến thứ ba trên khắp thế giới. Liệu tương lai có thực sự diễn ra như những lời tiên tri này hay không? Chúng ta chỉ có thể kiểm chứng theo thời gian. Lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị cứu tinh được tất cả các tôn giáo lớn nhắc đến, thực ra là cùng một người. Khi nghe về những dự đoán về ngày tận thế từ các tôn giáo lớn, bạn sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi những dự đoán này có nhiều điểm tương đồng đáng chú ý. Liệu đấng cứu thế mà các tôn giáo này đề cập đến có phải là cùng một người? Huyền thoại về sự giáng thế của những bậc thánh nhân có thực sự xảy ra hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Nếu xem xét kỹ, chúng ta sẽ thấy trong các tôn giáo lớn hoặc những nhà tiên tri đều có chung một dự đoán, đó chính là đấng cứu thế. Điều kỳ diệu là hình tượng đấng cứu thế trong điềm báo của họ thực sự có nhiều điểm chung. Ví dụ, trong Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo, thì những người cứu thế đều được gọi là đấng Messiah. Mặc dù tên gọi giống nhau, nhưng ý nghĩa của từng đấng cứu thế trong mỗi tôn giáo lại có những điểm khác biệt. Trong Kitô giáo, đấng Messiah là chỉ Chúa Giêsu đã từng một lần cứu rỗi nhân loại. Tuy nhiên, khi tội ác ngày càng lan rộng, con người cũng bị ám ảnh bởi những ý niệm lớn lao đó. Trong thời khắc tối tăm nhất, đấng Messiah sẽ lại một lần nữa giáng thế để cứu vớt những tâm hồn sa đọa. Còn trong quan niệm của người Do Thái, đấng Messiah sẽ xuất hiện để giúp họ phục hồi, xây dựng lại quốc gia của mình, bởi vì dân tộc họ luôn bị trục xuất và lưu vong. Đối với người Hồi giáo thì đấng Messiah lại mang một ý nghĩa khác. Họ tin rằng Ngài sẽ trừng phạt tất cả những kẻ lừa dối trên thế gian, giống như nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad dùng tư tưởng để giáo hóa thế giới. Trong Hadith, một truyền thống truyền miệng của Hồi giáo, thì ngày tận thế được mô tả xảy ra do thế giới đầy rẫy bất công và những kẻ lừa đảo. Vào thời khắc khẩn cấp này, đấng cứu thế cũng sẽ xuất hiện. Một điều trùng hợp là đấng cứu thế trong Phật giáo cũng có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc với đấng Messiah của các tôn giáo phương Tây. Tuy nhiên, trong Kitô giáo, đấng Messiah sẽ cứu rỗi toàn nhân loại, còn trong Phật giáo, đấng cứu thế xuất hiện sẽ độ thoát tất cả chúng sinh. Như vậy, các tôn giáo lớn đều có niềm tin vào đấng cứu thế, nhưng với những ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu kỹ, chúng ta sẽ thấy có thể họ đều đề cập đến cùng một người. Bởi vì những mô tả về ngày tận thế trong các tôn giáo này rất tương đồng, như thế giới hỗn loạn, thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Và chính lúc đó, đấng cứu thế sẽ xuất hiện để dẫn dắt nhân loại trở lại với ánh sáng. Trong Phật giáo, sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, thì Phật Pháp sẽ hoàn toàn bị hủy diệt và nhân loại cũng sẽ tuyệt diệt. Có một bộ kinh điển Phật giáo rất nổi tiếng, đó là Kinh Pháp Niết Bàn của Đức Phật. Giống như tên gọi, bộ kinh này chủ yếu nói về lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca, rằng Phật Pháp sẽ hoàn toàn bị phá hủy, cho đến khi xuất hiện một vị Phật tương lai cứu thế. Vậy, vị Phật lai thế này là ai? Trong phần mở đầu của kinh, Đức Phật Thích Ca có cảm giác mình sắp nhập Niết Bàn, nên gọi các đệ tử lại để truyền dạy lần cuối. Lúc này đệ tử Anan lại phát hiện Phật quang trên đỉnh đầu của Đức Phật Thích Ca đã không còn. Anan hỏi liên tiếp 3 lần thì mới được Phật Thích Ca trả lời. Ngài nói rằng bản thân mình đã nhìn thấy tương lai bằng thần thông của mình và phát hiện ra rằng sau khi Phật diệt độ, Phật Pháp sẽ hoàn toàn suy tàn, giống như ánh sáng trên đỉnh đầu của Phật. Tuy nhiên, các đệ tử của Ngài lúc bấy giờ vẫn không thể hiểu được, vì Đức Phật Thích Ca chính là vị sáng lập Phật giáo. Phật Pháp mới chỉ được truyền bá không lâu, nên theo lẽ thường thì Phật giáo sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp. Vậy thì tại sao Đức Phật Thích Ca lại nói rằng
Phật Pháp sẽ sớm diệt vong. Tiếp đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại tiên đoán rằng nguyên nhân khiến Phật giáo suy tàn không phải đến từ bên ngoài mà bắt nguồn từ bên trong. Sau khi Đức Phật diệt độ, các nữ tu đạo đức hư giả sẽ phát triển và lộng hành trong Phật giáo, làm cho các đạo tràng trở nên hỗn loạn, khiến những người thực sự muốn học Phật Pháp không thể an tâm tu hành trong chùa miếu mà chỉ có thể ẩn cư trong núi rừng. Từ đó về sau, những kẻ không tu đức hạnh ngày càng cuồng vọng, làm cho các đạo tràng trở nên hoang phế, không người chăm sóc. Tiên đoán này cuối cùng đã trở thành sự thực. Vào năm 1861, các nhà khảo cổ học đã khám phá ra ngôi chùa Mandala, nơi từng là trung tâm học thuật lớn nhất của Phật giáo Trung Quốc, cũng như nơi cuối cùng mà Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang đến khi du học, nay đã trở thành một nơi hoang phế. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, thông báo về sự suy tàn của Phật Pháp chỉ là khởi đầu, và sau đó cả thế giới sẽ rơi vào cảnh nguy nan. Trong nhiều kinh Phật, Đức Phật cũng nói rằng đại hồng thủy sẽ không chỉ xảy ra một lần, mà con người và Phật Pháp cuối cùng sẽ dần dần biến mất sau nhiều đợt lũ lụt lớn liên tiếp. Tuy nhiên, trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất, sẽ có một lần hồi quang phản chiếu. Lúc ấy sẽ có người dẫn dắt nhân loại phục hưng trong vòng năm 25. Sau đó, Phật Pháp sẽ hoàn toàn vụt tắt, cho đến khi không còn một văn tự Phật giáo nào trong thế giới này. Lời tiên tri của Đức Phật là sau khi Phật giáo diệt vong, sẽ có một đấng cứu thế được mọi người chú ý xuất hiện ở thế gian. Và đấng cứu thế ấy chính là Phật Di Lặc. Thế nhưng, Phật Di Lặc dường như không có sức mạnh lớn, địa vị cũng không cao. Như vậy làm sao có thể là hình ảnh của một đấng cứu thế? Liệu Ngài có phải chỉ đang ẩn mình hay không? Bởi theo nhiều kinh sách, Đức Phật Di Lặc lại có thể vĩ đại hơn cả Phật Thích Ca. Thậm chí Ngài chính là vị thánh nhân mà các giáo phái phương Tây thường hay nhắc đến. So với những hình tượng Phật khác trang nghiêm, hình tượng của Phật Di Lặc dường như là không chính thống nhất. Nhưng những ai thực sự hiểu biết về Ngài đều biết rằng Phật Di Lặc chính là một nhân vật vĩ đại nhất trong Phật giáo. Trong các thánh điển Phật giáo có ghi chép công hạnh tu luyện của Ngài, thậm chí còn cao hơn cả Đức Phật Thích Ca. Truyền thuyết nói rằng nếu được nghe Phật Di Lặc giảng Pháp, cho dù là một người bình thường cũng có thể không cần tham thiền, định tâm mà vẫn có thể thành Phật. Vì vậy, cung điện Đâu Xuất ở tầng trời dục giới, nơi mà Phật Di Lặc thường xuyên giảng Pháp, luôn là nơi mà tất cả chư thiên khao khát được thăng thiên. Ngay cả Thi Thánh, Bạch Cư Dị cũng từng thổn thức rằng biển núi cũng chẳng thuộc về ta, vậy nên trở về cõi Đâu Xuất. Nhưng nếu xét một cách nghiêm túc, thì lúc Phật Di Lặc đang giảng Pháp ở cung điện Đâu Xuất vẫn chưa thành Phật, Ngài vẫn còn là Bồ Tát Thụ Sinh. Chỉ khi sống hết thọ mạng ở cung điện Đâu Xuất rồi tái sinh làm người và tu luyện ở nhân gian, Ngài mới có thể thành Phật đúng nghĩa. Đây chính là lý do tại sao Đức Phật Di Lặc được gọi là Phật Tương Lai. Kinh Phật từng mô tả rằng khi Ngài giáng sinh vào thế gian, thiên hạ sẽ thái bình, mưa thuận gió hòa, tất cả chúng sinh đều phát tâm từ bi. Ngay cả những ác quỷ tà ma cũng sẽ được cảm hóa, không những không làm hại người mà còn giúp đỡ người gặp khó khăn vào ban đêm. Vậy thì, lúc nào Đức Phật Di Lặc sẽ giáng thế? Hoa U Đàm Bà La là một loài hoa thiêng liêng, kỳ lạ, không có ở trần gian. Khi Như Lai giáng thế hay Kim Luân Vương xuất hiện trên thế gian, nhờ đại phúc đức của các ngài mà loài hoa này mới khai nở. Trong Phật giáo có một loài hoa thánh gọi là Hoa U Đàm Bà La, sinh ra từ thiên giới, hoa nở một lần sau 3.000 năm. Tuy nhiên, khi U Đàm Bà La xuất hiện trên trái đất, cũng có nghĩa là chuyển luân thánh vương, tức là Đức Phật Di Lặc sắp hạ sinh. Một sự kiện đáng chú ý là vào năm 1997, truyền thông đã đăng tin về việc hoa U Đàm xuất hiện ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Truyền thuyết nói rằng cúc hoa mỏng như sợi tóc, màu trắng như ngọc, cánh hoa như chuông, tỏa ra một ánh hào quang nhàn nhạt. Hơn nữa, không cần đến nước và đất, hoa U Đàm có thể mọc ở bất kỳ nơi nào. Người ta phát hiện ra rằng loài hoa được truyền thông đăng tải năm 1997 chính là hoa U Đàm, bởi nó không chỉ giống như mô tả mà còn có thể mọc trên các vật liệu kỳ lạ như kính, thép. Tuy nhiên, cũng có chuyên gia cho rằng đó chỉ là trứng của côn trùng chứ không phải là hoa U Đàm thực sự. Một số người khác dựa vào kinh Phật để tính toán rằng Đức Phật Di Lặc sẽ không giáng trần cho đến ít nhất 500 triệu năm nữa. Theo mô tả trong nhiều kinh sách, trên thế giới phải xuất hiện một số dấu hiệu đáp ứng đủ điều kiện để Ngài xuất hiện. Đó chính là khi cây cối đã lớn lên rất cao
và con người trở thành những người khổng lồ, cao đến 26 mét. Lúc đó cũng sẽ là thời kỳ tận thế. Vậy nên những người này luôn băn khoăn về mối quan hệ giữa Phật Di Lặc trong Phật giáo và đấng cứu thế trong các tôn giáo phương Tây như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo hay Do Thái giáo. Sau nhiều năm nghiên cứu, một số nhà ngôn ngữ học của Trung Quốc cũng phát hiện rằng đấng cứu thế trong các tôn giáo này và Đức Phật Di Lặc thực ra là cùng một người. Thậm chí đạo giáo cũng có vị thánh nhân Tử Vi được liên kết với Phật Di Lặc. Tại sao mọi tôn giáo lớn đều tin vào một đấng cứu thế, thậm chí còn nỗ lực tối đa để diễn đạt những dấu hiệu của ngày tận thế tương tự nhau? Phải chăng bóng tối thực sự sẽ có một tia sáng cho tương lai? Bạn có nghĩ một vị thánh sẽ từ thiên đàng xuống trần để cứu rỗi thế gian hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Dự đoán của Kremna gần đúng, lộ ra nơi duy nhất trên thế giới có thể ẩn náu. Một quyển sách có tên Lời tiên tri của Kremna được viết vào thế kỷ 19 bởi hai nông dân ở Serbia. Cuốn sách này đã dự đoán khá chính xác về những thay đổi lịch sử của Serbia cũng như diễn biến của hai cuộc chiến tranh thế giới. Nhiều người tin rằng những lời tiên tri trong cuốn sách này cũng dự đoán về sự bùng phát của chiến tranh thế giới thứ ba và chỉ ra khu vực duy nhất trên thế giới sẽ sống sót sau đó. Khu vực nào đã được quyển sách tiên tri tiết lộ? Làm thế nào để là người sống sót sau cùng? Hãy cùng chúng tôi theo dõi hết video ngày hôm nay. Nhà tiên tri bằng giấc mơ Edgar Cayce với lời nguyền chí mạng và tiên đoán về tương lai thế giới nằm ở phương Đông. Nhà tiên tri giấc mơ lừng danh Hoa Kỳ Edgar Cayce hầu như đã đưa ra những dự đoán hoàn toàn chính xác. Và trước khi qua đời, ông còn để lại 5 lời tiên tri về tương lai. Trong đó, có một tiên đoán đặc biệt rằng trung tâm của thế giới sẽ quay trở về phương Đông. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mặc dù có khả năng tiên tri tương lai, nhưng bản thân ông lại gánh chịu một lời nguyền không thể giải. Đó chính là, nếu ông sử dụng năng lực tiên tri của mình vì lợi ích cá nhân, ông sẽ phải trực tiếp gánh chịu những thảm họa. Hầu hết mọi người đều biết Edgar Cayce nổi tiếng với các dự đoán về Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, khủng hoảng kinh tế Hoa Kỳ cùng nhiều sự kiện lớn như việc thành lập Israel, sự độc lập của Ấn Độ và sự sụp đổ của Liên Xô. Những sự kiện lớn mà trước khi chúng xảy ra, không một ai có thể tin được. Vậy Edgar Cayce có năng lực kỳ diệu như thế nào? Tương lai của nhân loại trong giấc mơ của ông ấy ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip của chúng mình có thêm nhiều động lực, ra thêm nhiều video ý nghĩa nhé. Xin cảm ơn và mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Siêu năng lực kỳ diệu. Edgar Cayce sinh năm 1877 tại Kentucky, Hoa Kỳ, trong một gia đình cơ đốc giáo sùng đạo. Từ thuở nhỏ, Cayce đã lớn lên trong bầu không khí tôn giáo. Ông quyết tâm đọc kinh thánh từ đầu đến cuối mỗi năm để bày tỏ lòng sùng đạo của mình. Tất nhiên, đây là điều không có gì đặc biệt trong bối cảnh văn hóa nơi đây. Tuy nhiên, khi Cayce khoảng 6 đến 7 tuổi, một sự kiện đã xảy ra khiến cha mẹ của ông rất ngạc nhiên. Cayce có thể thảo luận về nhiều kiến thức sâu sắc như cuộc nội chiến Mỹ, lịch sử Ai Cập và Ba Tư, cũng như nhiều truyền thuyết lịch sử khác mà ngay cả cha mẹ ông cũng không rõ. Khi được hỏi nguồn gốc của những kiến thức này, Cayce đã trả lời rằng bản thân mình thường nhìn thấy những ảo ảnh và họ đã kể cho ông nghe rất nhiều câu chuyện. Ông cho biết bản thân không hề có cảm giác sợ hãi bởi một trong số những ảo ảnh chính là ông nội của ông. Ngoài ra, những người khác cũng rất thân thiện. Cha mẹ của ông không thể hiểu được điều này, họ chỉ coi đó là một năng khiếu đặc biệt của một đứa trẻ. Nhưng năng khiếu của Cayce không chỉ dừng lại ở đó. Khi Cayce 13 tuổi đã nhận ra mình có một năng khiếu đặc biệt về giấc ngủ. Trong một lần ngủ gật trên lớp với một cuốn sách làm gối, Cayce nhận ra rằng mình đã nắm bắt được toàn bộ nội dung của cuốn sách ngay sau khi thức dậy. Cha mẹ ông cũng đã tiến hành nhiều thử nghiệm và phát hiện ra rằng bất kể nội dung khó khăn đến đâu, Cayce vẫn có thể ghi nhớ chính xác. Đây thực sự là một phép màu trong học tập. Với khả năng này, Cayce hoàn toàn có thể thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ông đã phải bỏ học cấp 3 và đi làm để gánh vác gia đình. Công việc đầu tiên của Cayce là nhân viên cửa hàng sách.
một công việc rất phù hợp với anh vì chỉ cần ngủ gật, Casey có thể ghi nhớ toàn bộ thông tin về các cuốn sách. Từ tên gọi, vị trí, giá cả đến số lượng. Thậm chí qua công việc này, Casey gần như đã học thuộc nằm lòng toàn bộ kiến thức trong cửa hàng, trở thành một người có tri thức uyên bác, một công cụ tìm kiếm di động. Khả năng đặc biệt đã giúp ông làm việc rất tốt, thậm chí chủ cửa hàng cũng đánh giá rất cao về năng lực của Casey. Khoảng thời gian sau đó, Casey bắt đầu bán bảo hiểm. Chủ cửa hàng sách vẫn cho phép ông ấy làm việc bán thời gian, còn hứa trả cho anh mức lương hậu hĩnh là $200. Đây quả là một khởi đầu tuyệt vời. Tuy nhiên, do mang theo lời nguyền trên người, tin tốt lành đối với Casey cũng đã trở thành điều xấu. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Được mệnh danh là nhà tiên tri giấc mơ số 1 ở Mỹ, với những tiên đoán có tỷ lệ chính xác cao, Edgar Casey lại bị dính lời nguyền chí mạng rằng nếu sử dụng tài năng của mình cho mục đích cá nhân, ông sẽ phải gánh chịu thảm họa. Phải chăng đây là lời nguyền cấm kỵ của Thượng Đế? Bác sĩ chữa bệnh từ giấc mơ. Ở tuổi 23, Casey đã có thể nhận mức lương cao lên đến $200. Vì vậy, Casey cảm thấy vô cùng tự tin về một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, anh ấy không biết rằng lời nguyền trên người mình cũng đã bắt đầu có hiệu lực. Cùng năm đó, ông bất ngờ mắc bệnh viêm họng, đến việc nói chuyện cũng trở nên rất khó khăn. Ông đã tìm đến rất nhiều bác sĩ, nhưng không ai có thể tìm ra nguyên nhân. Không còn cách nào khác, Casey phải từ bỏ công việc ban đầu và tìm kiếm một công việc không cần phải nói nhiều. Đó chính là trợ lý nhiếp ảnh. Lúc này, ông may mắn gặp được nhà trị liệu bằng phương pháp thôi miên là ông Hart. Hart đề nghị sử dụng phương pháp thôi miên để điều trị bệnh họng của Casey, vì ở Hoa Kỳ bấy giờ, liệu pháp thôi miên rất phổ biến. Trong cơn tuyệt vọng, Casey đã chấp nhận thử phương pháp này. Bất ngờ thay, việc điều trị đã có một số hiệu quả. Sau khi chìm vào giấc ngủ, dưới sự hướng dẫn của Hart, thì Casey có thể nói chuyện như người bình thường. Tuy nhiên khi tỉnh lại, giọng nói của ông lại trở nên khàn khàn như trước. Dù nhiều lần thử liệu pháp thôi miên nhưng vẫn không thu được kết quả mong muốn. Ông suýt chút bỏ cuộc, nhưng chính lúc đó, một chuyên gia về thôi miên tại New York đến gặp Casey, đề nghị dùng phương pháp này để giúp cậu tự chẩn đoán và điều trị bệnh thông qua tiềm thức. Ông quyết định thử một lần nữa, và thật may mắn, lần này đã hoàn toàn thành công. Trong trạng thái mê man, cậu cho biết bệnh viêm họng của mình là do các yếu tố tâm lý gây ra và chỉ cần điều trị trong lúc gây mê. Bằng cách tăng lưu thông máu vùng họng, họng của Casey đã được phục hồi bình thường. Theo lời kiến giải của Casey, người ta thực hiện đắp nóng vùng họng của ông để thúc đẩy lưu thông máu. Khi tỉnh dậy, ông đã có thể nói chuyện như mọi người bình thường. Trải qua sự cố đau thương này, Casey đã phát hiện ra một năng khiếu thứ hai của mình: khả năng chẩn đoán bệnh tật trong trạng thái bị thôi miên. Ban đầu ông còn hoài nghi về khả năng này của mình, bởi ông chỉ đọc sách y học mà chưa từng thực hành. Tuy nhiên, sau khi thành công chữa trị bệnh tật cho nhiều người bạn, ông trở nên tự tin hơn. Mặc dù nghề chính của Casey vẫn là nhiếp ảnh, bác sĩ chỉ là một công việc phụ chứ không phải nguồn thu nhập chính. Tuy nhiên, phương pháp chữa bệnh kỳ diệu đã khiến Casey nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Vào ngày 9 tháng 10 năm 1910, các phương tiện truyền thông ở New York đã đưa tin về ông với tiêu đề "Người không qua đào tạo trở thành bác sĩ". Miêu tả những khả năng phi thường của Casey khiến ông trở thành nhân vật nổi tiếng khắp nước Mỹ. Lúc này Casey nghĩ rằng nếu có được khả năng như vậy, liệu ông có nên chọn việc chữa bệnh làm nghề chính để vừa cứu người vừa kiếm tiền? Tuy nhiên, để mở một bệnh viện riêng của mình, Casey đã dấn thân vào con đường không thể quay lại. Mặc dù trong suốt cuộc đời, ông đưa ra hàng chục lời tiên tri và hầu như tất cả đều trở thành sự thật, nhưng đối với những lời tiên tri liên quan đến bản thân, ông lại gặp phải vô số rắc rối. Vào đầu thế kỷ 20, để mở bệnh viện riêng, Casey đã bắt đầu quyên góp vốn khắp nơi. Lúc này, Hoa Kỳ đang trải qua cơn sốt dầu mỏ và nhiều người đã trở nên giàu có nhờ đó. Casey cũng tham gia vào cuộc khai thác dầu mỏ này bởi ông có lợi thế rất lớn, đó chính là giải mã thông tin trong giấc mơ và dự đoán nơi nào có thể khoan ra dầu. Ban đầu Casey dự đoán rằng một vùng ở Comanche, Texas có thể khai thác được dầu mỏ. Sau khi khảo sát rằng vùng đất này có dầu mỏ, Casey và các nhà đầu tư nhanh chóng cử đội khoan đến đây và quả nhiên họ đã khai thác được dầu mỏ. Nhưng ngay khi Casey và các nhà đầu tư đang mong chờ thu về lợi nhuận khổng lồ, thì một loạt các sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
những công nhân bị mất tích một cách bí ẩn, máy móc gặp trục trặc không thể giải thích được nguyên do. Đối tác bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, giếng khoan bị người khác cố ý phong tỏa, vân vân. Sau vài tháng bế tắc, cuối cùng dự án đã thất bại. Tiền của Casey và các nhà đầu tư cũng tiêu tan. Lúc ấy, Casey quyết định thành lập một công ty dầu khí riêng để tránh khỏi loạt rắc rối này. Ông đã dự đoán được một nơi ở phía đông của San Antonio có thể khai thác được dầu. Vậy nên Casey đã thuê đất và tự mình dẫn đội đi khai thác. Không ngờ, trước khi dầu kịp được khai thác, ông đã phải chuyển nhượng quyền khai thác vài mảnh đất cho người khác do thiếu vốn. Điều khiến Casey đau lòng là ngay sau khi ông chuyển nhượng mảnh đất, công ty tiếp nhận đã tìm ra 14 giếng dầu tại đây. Chủ công ty đã vụt trở thành một tỷ phú hàng đầu. Lúc này Casey mới nhận ra, có lẽ trên người ông tồn tại một lời nguyền, hay nói cách khác là một lời cấm kỵ. Dù ông có năng lực kỳ diệu, nhưng chỉ có thể phục vụ người khác, nếu sử dụng để kiếm tiền cho bản thân thì sẽ phải đối mặt với một loạt rủi ro. Vì vậy, từ đó về sau, Casey không còn sử dụng năng lực để dự đoán cho bản thân, cũng không từ bỏ mà ông đã dùng năng lực đặc biệt của mình để trở thành một nhà tiên tri. Casey bắt đầu đưa ra lời cảnh báo nhân loại thông qua các lời tiên tri chính xác. Quan trọng hơn, ông còn có 5 lời tiên tri vẫn chưa xảy ra. Một trong số đó là dự đoán rằng phương Đông sẽ trở thành trung tâm mới của thế giới. Liệu chúng ta có thể tin vào những dự đoán này hay không? Nhà tiên tri đầu tiên của Hoa Kỳ. Theo Edgar Casey, vào đầu thế kỷ 21, nhân loại sẽ nhận thức được sự dịch chuyển của trục trái đất. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những thay đổi đáng kể về khí hậu, làm nhiệt độ toàn cầu tăng dần. Ông cũng dự đoán rằng nhiệt độ vùng cực và vùng đai băng tuyết sẽ tăng cao, băng tan và mực nước biển sẽ dâng lên, khiến một số khu vực ở Mỹ và phần lớn lãnh thổ Nhật Bản bị ngập lụt. Trong suốt cuộc đời mình, ông Casey đã đưa ra hàng ngàn lời tiên tri và phần lớn trong số đó đã được chứng minh là đúng. Tuy nhiên, ông vẫn còn một số dự đoán chưa được xác nhận. Trong đó, có các tiên tri về việc con người sẽ tìm ra phương pháp y tế mới dựa trên năng lượng cơ thể, khái niệm về sự tái sinh, luân hồi của sinh mệnh sẽ được con người nhận thức một cách rộng rãi. Trái đất sẽ có những thay đổi lớn về địa hình và khí hậu. Trung tâm thế giới sẽ quay trở lại phương Đông nhờ vào sự trỗi dậy của một quốc gia ở khu vực này. Những phát hiện khảo cổ quan trọng có thể thay đổi nhận thức về nguồn gốc loài người. Cuối cùng, ông Casey cũng tiên đoán rằng một vị cứu tinh sẽ xuất hiện trong nửa cuối thế kỷ 21. Khi Casey nói về những dự ngôn trên, thì nhân loại vẫn còn đang trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, vẫn chưa kết thúc. Điều này chứng tỏ năng lực và trí tuệ của ông đã vượt xa khỏi phạm trù trí thức của thời đại đó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những câu chuyện về những lời tiên tri của Casey vẫn còn ẩn chứa nhiều yếu tố truyền thuyết đô thị chưa được chứng minh. Vậy nên, chúng ta hãy xem đó như là một câu chuyện, một lời khuyên trong cuộc sống. Bạn nghĩ gì về những lời tiên đoán của Casey? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Mưa băng ở Hồ Bắc, cháy rừng ở Quý Châu, lời tiên đoán trong Lưu Bá Ôn bia ký của Lưu Bá Ôn đang trở thành sự thật. Chỉ sau vài tháng đầu năm 2024, nhiều sự kiện thiên tai thảm khốc như động đất tại Tân Cương, cầu gãy ở Quảng Châu, hỏa hoạn tại Nam Kinh và vùng núi Quý Châu đã xảy ra. Nhiều sự cố đau lòng khác xuất hiện tại Trung Quốc cũng liên tục được đăng tải trên Internet. Tuy nhiên, những cảnh tượng này dường như đã được dự báo từ hơn 600 năm trước bởi Lưu Bá Ôn, một vị tướng quân, nhà tiên tri xuất sắc hàng đầu thời nhà Minh được nhiều người biết tới. Vậy, Lưu Bá Ôn đã tiên đoán những gì? Thảm họa năm 2024 chỉ là ngẫu nhiên hay đã được Lưu Bá Ôn dự đoán trước từ lâu? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống khám phá trong video ngày hôm nay. Những lời tiên tri mà Lưu Bá Ôn đưa ra luôn được mọi người chú ý, và lý do hầu hết đến từ cuốn sách tiên tri của ông. Con người sẽ làm thế nào để biến tai họa thành vận may? Từ thời cổ đại, Trung Quốc có một câu nói luôn được truyền tai nhau, đó là Tam thống thiên hạ, Gia Cát Lượng, nhất thống thiên hạ, Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn tên thật là Lưu Cơ, tự là Bá Ôn, từ nhỏ đã vô cùng thông minh và tài năng. Năm 29 tuổi, ông được thăng làm quan nhất phẩm, sau đó lại trở thành khai quốc công thần của nhà Minh, được Chu Nguyên Chương phong tước thành Ý Bá. Lưu Bá Ôn giỏi phong thủy, kinh dịch. Trong thời kỳ phò tá Chu Nguyên Chương, ông đã để lại 3 tác phẩm kinh điển, đó là Thiêu Bính Ca, Bách Chiến Kỳ Lược và Thiên Văn Thư. Trong đó, nội dung Thiêu Bính Ca là một cuộc đối thoại giữa Lưu Bá Ôn và Chu Nguyên Chương
được truyền miệng qua các thế hệ. Năm 1918, Quốc dân đảng đã phát hiện ra một tấm bia đá khi đặt trụ sở tại Nam Kinh, tức Kim Lăng xưa. Khu vực gần tấm bia của một tòa tháp tại đây thường phát ra những âm thanh kỳ lạ, làm cho người dân xung quanh lo lắng. Sau đó, chính phủ đã ra lệnh phá bỏ tấm bia để trấn an lòng dân. Nhưng không ngờ khi hành động này đã vô tình tiết lộ một bí mật lớn. Công trình vừa bị phá vỡ thì đột nhiên xuất hiện một bia đá nổi tiếng ghi chép lại lời tiên tri của Lưu Bá Ôn. Trong đó có nhiều dự báo về những sự kiện lớn của Trung Quốc. Đó cũng chính là văn bia tháp Kim Lăng mà chúng ta biết đến ngày nay. Ngoài ra còn có Lưu Bá Ôn bia ký được người dân phát hiện trong một trận động đất tại Thiểm Tây vào năm 1933. Do ban đầu trong thời kỳ hỗn loạn của quân Việt, tấm văn bia không nhận được sự chú ý thực sự. Chỉ khi phát hiện ra những dự báo liên quan đến đại dịch Covid-19 nổ ra vào năm 2019, Lưu Bá Ôn bia ký mới ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Qua nội dung chúng ta có thể thấy rằng, văn bia không chỉ dự báo về dịch bệnh mà còn dự đoán bối cảnh thế giới cho đến năm 2025. Trong đoạn đầu của văn bia đã đề cập đến đại dịch trong năm 2019 một cách rõ ràng rằng: "Nếu hỏi ôn dịch thời nào hiện, hãy xem từ tháng 9 đến tháng 10. Một câu nói mô tả thời gian xảy ra dịch bệnh sẽ nằm giữa tháng 9 và tháng 10 âm lịch, tương đương với tháng 10 và tháng 11, đúng thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu. Kẻ nghèo 1 vạn lưu 1.000, kẻ giàu 1 vạn lưu 23. Điều này chứng tỏ dịch bệnh không phân biệt giàu nghèo, tác động của đại dịch sẽ ảnh hưởng đến cả những người giàu có, thậm chí còn nặng nề hơn. Ngoài ra, Lưu Bá Ôn còn tiên đoán về những tác động nghiêm trọng hơn của dịch bệnh đối với đời sống con người. Vào thời điểm này, nhiều doanh nghiệp gặp phải khủng hoảng khi nền kinh tế phải đối mặt với nguy cơ lớn. Dịch bệnh đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cộng đồng và doanh nghiệp. Thông qua bia đá, lời dự báo của Lưu Bá Ôn cũng nhắc đến thời điểm kết thúc dịch bệnh. Đó là vào ngày thứ 13 của tháng 7 âm lịch, thậm chí cả những vị La Hán mạnh mẽ cũng khó mà vượt qua. Nhưng sau ngày 13 tháng 7, dịch bệnh sẽ được kiểm soát. Dự báo của Lưu Bá Ôn đã khiến cộng đồng mạng cảm thấy ngạc nhiên. Không chỉ vậy, trong đoạn bia đá này cũng có những tiên đoán nhất định về năm 2024, cảnh báo rằng mọi người sẽ gặp khó khăn và thời kỳ rắc rối sẽ kéo dài trong cả hai năm rồng và rắn. Cẩn phòng nhân dân nan nan quá, oan quá thiên phiên long xả niên. Nói về hai năm rồng và rắn chính là năm 2024 và 2025 sắp tới của chúng ta. Sau hai năm này thì mọi người mới có thể đã xem là vượt qua khó khăn một cách suôn sẻ và an toàn. Trong thời kỳ khủng hoảng, chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm họa tại Trung Quốc. Đầu năm 2024, khắp nơi tại Trung Quốc đã xảy ra nhiều thảm họa khác nhau như mưa lạnh, mưa đá, bão tuyết và thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng lớn đến mọi người. Điều này có thể dẫn đến vấn đề tiềm ẩn về khủng hoảng lương thực do ảnh hưởng đến việc trồng trọt và thu hoạch. Không chỉ vậy, vào ngày 22 tháng 1 năm 2024, một động đất 3,2 độ Richter đã xảy ra tại Tuyền Châu, tỉnh Cam Túc. Chỉ ngày tiếp theo, một trận động đất 7,1 độ Richter đã xảy ra tại Thổ Lỗ Phồn thuộc Tân Cương. Trong vòng một tháng sau đó, nhiều trận động đất đã liên tiếp xảy ra. Vào ngày 22 tháng 2, cây cầu Lịch Tâm Sa ở Quảng Châu đã bị gãy, làm xe cộ và người dân rơi xuống sông, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Mọi thứ đều trùng hợp với quan điểm về tam nguyên cửu vận trong hai năm rồng rắn này. Năm 2024 là năm cửu ly hỏa vận, nghĩa là mọi người không chỉ dễ cáu gắt, nổi loạn, mà xã hội có thể xảy ra nhiều thảm họa liên quan đến nước và lửa như núi lửa phun trào, chiến tranh, hỏa hoạn, v.v. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2024, một ký túc xá tại huyện Phong Thành, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 13 người thiệt mạng. Ngày 24 tháng 1, tại Tân Dư, tỉnh Giang Tây đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn khiến 39 người thiệt mạng. Ngày hôm sau, tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, một kho hàng đã bốc cháy, diện tích cháy lên đến hơn 400m². Vào lúc nửa đêm ngày 23 tháng 2, một tòa nhà chung cư ở thành phố Nam Kinh đã xảy ra hỏa hoạn do xe điện bốc cháy, khiến 15 người thiệt mạng và 44 người bị thương, cùng hàng trăm căn nhà bị thiêu rụi. Các vụ thảm họa liên tiếp khiến người ta vô cùng đau lòng và lo lắng. Trong giai đoạn này, sự xảy ra thường xuyên của hỏa hoạn thực sự đáng lo ngại. Thực tế, những điều trên đã được dự báo từ trước. Vì phương Đông thuộc về mộc trong ngũ hành nên đặc biệt dễ xảy ra các thảm họa liên quan. Chẳng hạn vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, ở Quý Châu cùng với các khu vực như Vân Nam, Quảng Tây và Sơn Tây
đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng, trong đó nghiêm trọng nhất là ở Quý Châu. Chỉ trong vòng 12 ngày, từ ngày 10 đến 21, tổng cộng đã xảy ra 221 vụ cháy rừng ở Quý Châu. Và cho đến ngày 22 tháng 2, các vụ cháy rừng ở Quý Châu mới được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa không chỉ thiêu rụi nhiều loài cây rừng, mà còn làm mất đi nhiều loại dược liệu đang có nguy cơ tuyệt chủng. Cuối năm 2023, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch tái thiết cho các dược liệu, nhưng vụ cháy lớn đã gây ra nguy hại đối với môi trường, kinh tế, sức khỏe và chính sách của quốc gia này. Hình ảnh những thảm họa đan xen nhau thực sự là một cảnh tượng vô cùng đau lòng. Có lẽ năm 2024 sẽ là một năm đặc biệt không chỉ đối với Trung Quốc mà là trên toàn thế giới. Chúng ta đều đã biết về thời kỳ khó khăn mà bia văn của Lưu Bá Ôn nhắc đến trong Năm Rồng và Năm Rắn. Bạn có cảm thấy khó khăn đã bắt đầu xuất hiện hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Quickly, nữ tiên tri đầu tiên ở Mỹ. Năm dự đoán lớn cho năm 2024. Núi lửa lớn nhất châu Á có thể phun trào. Một nhà tiên tri hàng đầu nước Mỹ dự đoán rằng núi lửa lớn nhất tại châu Á sẽ phun trào vào năm 2024. Xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ sớm chấm dứt. Người này từng là nữ cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ. Bà cũng đã nhiều lần tiên đoán đúng những sự kiện lớn trên thế giới, nhưng không được quá nhiều người biết tới. Bà ấy thực sự có tài năng gì đặc biệt và liệu những dự đoán trên có thực sự đáng tin cậy hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Nữ tiên tri đầu tiên của nước Mỹ. Trong số các cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, có một người phụ nữ đặc biệt. Bà không phải là chính trị gia người Mỹ, không phải là doanh nhân hàng đầu và chắc chắn không phải là một nữ bảo vệ hay chuyên gia tư vấn. Tuy nhiên, mỗi khi Reagan gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định hoặc không thể nhìn rõ hướng đi trong tương lai, ông luôn tìm kiếm sự tư vấn từ vị nữ cố vấn của mình. Mặc dù là cố vấn cá nhân, nhưng Tổng thống Reagan chỉ là một trong số nhiều khách hàng của bà. Nhiều người trong chúng ta có thể đã nghe nói về John Quigley, được biết đến với danh hiệu nhà ngoại cảm hàng đầu của Mỹ. Quigley sinh ra tại Philadelphia, Mỹ, nhưng trong một thời gian dài sau khi ra đời, bà được xem là một đứa trẻ khuyết tật vì bà không bao giờ nói chuyện. Ngoại hình bà thực sự trông rất ngốc và luôn nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm suốt cả 1-2 tiếng. Cho đến năm 9 tuổi, Quigley bất ngờ nói chuyện với cha mẹ, nhưng những lời nói của bà làm cha mẹ vừa vui mừng vừa lo sợ. Bà Quigley đã nói rằng gia đình mình phải dọn hết tài sản quý giá ra khỏi nhà, nếu không, một cơn mưa lửa sẽ phá hủy tất cả. Điều này đối với người bình thường thực sự rất khó hiểu, vậy nên cha mẹ của Quigley cũng không chú ý nhiều, mà thay vào đó, họ bắt đầu chuẩn bị tiệc để ăn mừng việc con gái họ đã biết nói chuyện. Tại buổi tiệc, Quigley tỏ ra rất bình tĩnh, dường như mọi thứ đều không liên quan đến mình. Trong khi đó, cha mẹ bà đã biến câu nói đầu tiên của con gái thành một câu chuyện phiếm để kể cho bạn bè và người thân. Một lúc sau, Quigley bắt đầu trở nên kích động hơn. Bà ném bánh, thức ăn trên bàn cùng một số tài sản quý giá ra ngoài sân như điên dại. Điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người và họ cũng lần lượt chạy ra sân. Khi rời khỏi nhà đến sân sau, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm mạnh. Bầu trời đầy lửa và rơi như mưa xuống mái nhà. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đã phủ kín cả căn nhà. Hóa ra một chiếc xe bồn chở dầu đang đi qua nhà Quigley thì đột ngột mất kiểm soát và va vào tảng đá ven đường. Cú va chạm mạnh đã gây ra vụ nổ lớn. Lượng dầu bị đốt cháy được phóng lên mái nhà của gia đình Quigley, dẫn đến cơn mưa lửa này. Mọi người đều bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Nếu vẫn ở trong nhà thì chắc chắn họ không có khả năng sống sót. Khi nghĩ đến điều này, mọi người lập tức nhận ra lý do họ sống sót chính là sự bất thường của Quigley. Đồng thời họ cũng nghĩ đến lời tiên tri về một trận mưa lửa thiêu rụi căn nhà. Cảnh tượng trước mắt này không phải là sự minh chứng cho dự đoán của bà ấy sao? Sự việc trên đã giúp Quigley trở nên nổi tiếng về khả năng tiên đoán kỳ diệu. Một đứa trẻ khuyết tật trước đây bỗng chốc trở thành một thiên tài tiên tri, và Quigley cũng không làm mọi người thất vọng. Mỗi khi có người nhờ giúp đỡ, bà luôn dùng những dự đoán của mình giúp họ giải quyết vấn đề với tỷ lệ chính xác cực cao. Tuy nhiên, Quigley chỉ thật sự bước lên sân khấu quốc gia khi những câu chuyện giữa bà và cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan được công bố. Ngày chuyển sang đêm của nước Mỹ. Trong cuộc đời của cựu Tổng thống Mỹ Reagan có một người quan trọng không thể thiếu. Người ta nói rằng khi tranh cử thống đốc, ông không được nhiều người đánh giá cao,
thậm chí chính Reagan cũng không tự tin vào bản thân. Chính vào thời điểm đó, một người bạn đã cho ông số điện thoại của một nhà tiên tri, đó là Quigley. Khi gặp nhau lần đầu, cả hai đều rất ngạc nhiên. Reagan không ngờ người phụ nữ này lại trẻ đẹp như vậy. Bà Quigley cũng không ngờ rằng vị chính trị gia muốn trở thành thống đốc lại còn trẻ và đẹp trai đến thế. Tất nhiên, không có tình cảm nào nảy nở giữa họ, mà ngược lại, họ rất ăn ý khi hợp tác. Bà Quigley nói với Reagan rằng ông sẽ thắng trong trận đấu sắp tới và thậm chí là thắng liên tiếp hai lần. Reagan hiểu ngay ý nghĩa của Quigley, nhưng vào lúc đó, ông không hoàn toàn tin vào lời tiên đoán này. Nhưng sự thật cuối cùng chứng minh Quigley đã đúng. Reagan không chỉ trở thành tổng thống mà còn tái đắc cử thành công. Chính vì sự việc này, Reagan tin tưởng tuyệt đối vào Quigley. Mỗi khi ông gặp khó khăn không thể giải quyết, đều phải tìm Quigley để tham vấn. Ông Reagan muốn thuê Quigley làm cố vấn cá nhân, nhưng bà đã có kế hoạch cho cuộc đời và không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn vì Reagan. Nhiều năm sau, Reagan đang chuẩn bị tranh cử tổng thống, nhưng trước tiên ông phải trở thành lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Lần này tỷ lệ tán thành của Reagan cũng rất thấp, nhưng bà Quigley đã nói, đối thủ của bạn sẽ mất một cánh tay, và cánh tay đó sẽ đến với bạn. Vì vậy bạn sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua một cách suôn sẻ. Lời nói có phần kỳ lạ của Quigley đã truyền cảm hứng cho ông Reagan tự tin bắt đầu tham gia bầu cử. Có lẽ chính sự tự tin này đã giúp Reagan giành được sự ưu ái của Kissinger, cánh tay phải của Ford, đối thủ của Reagan. Những năm tiếp theo, Quigley tiếp tục dự đoán các sự kiện như vụ ám sát Reagan và việc ông tái đắc cử, sự cải cách và mở cửa của các nước lớn ở châu Á, 30 năm kinh tế Nhật Bản trì trệ và sự tan rã của Liên Xô. Sau khi cựu Tổng thống Reagan qua đời vì bệnh tật vào năm 2004, Quigley bắt đầu rút lui và trở về quê hương. Tuy nhiên, bà vẫn không ngừng đưa ra những dự đoán. Người ta nói rằng Quigley đã lưu giữ tất cả những dự đoán của bà ấy trong một chiếc hộp do Reagan đưa cho mình. Mỗi khi năm mới đến, sẽ có 5 dự đoán được đưa ra để cảnh báo mọi người. Mặc dù bà Quigley hiện đã qua đời, nhưng 5 dự đoán cuối cùng của bà đã được công bố. Vậy 5 dự đoán này đề cập đến những khía cạnh nào? Dự đoán đầu tiên nói về việc sau 20 năm kể từ khi cựu Tổng thống Reagan qua đời, vùng đất này sẽ nhanh chóng biến từ ban ngày thành đêm tối. Nhà Trắng sẽ chào đón vị nữ Tổng thống đầu tiên. Vùng đất này có thể là đang ám chỉ về Mỹ. Một số người cho rằng đây có thể là dự đoán về sự thay đổi khí hậu, nhưng cũng có người nói rằng có thể là ám chỉ về sự qua đời của một vị Tổng thống. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán dành riêng cho nước Mỹ và không liên quan nhiều đến thế giới. 4 dự đoán khác mới là điều khiến nhiều người chú ý. Trước khi qua đời, nhà tiên tri chính xác nhất nước Mỹ, Quigley, đã công bố 5 dự đoán cho năm 2024, bao gồm một vụ cháy lớn giữa các eo biển và phun trào núi lửa lớn nhất ở châu Á. 4 nội dung của dự đoán tiếp theo là gì? Lời tiên tri cho năm 2024. Dự đoán thứ 2 của nhà tiên tri Quigley nói rằng xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ dừng lại trong năm nay với lý do từ một vụ cháy vào 3 tháng cuối cùng của năm 2024. Tuy nhiên, tầm nhìn của thế giới không tập trung vào đó, mà là ở hai bên của một dãy núi tuyết. Sau đó, người ta sẽ đặt mục tiêu bay lên mặt trăng trong năm nay. 3 người nắm giữ chìa khóa quyền lực của thế giới sẽ qua đời. Sự kiện lớn vào 3 tháng cuối cùng là gì? Chúng ta chỉ có thể chờ xem. Đối với tiên đoán mà Quigley đã tiết lộ rằng ánh sáng của thế giới sẽ tập trung ở hai đầu của dãy núi tuyết, một số người tin rằng đó có thể là dãy Himalaya. Đề cập đến mặt trăng thì hiện tại, điều chúng ta biết về mặt trăng chỉ là kế hoạch khám phá mặt trăng của Trung Quốc và kế hoạch của Mỹ để đưa người lên mặt trăng vào năm 2024. Trong dự báo thứ 3 về thế giới, Quigley nói rằng cô ấy thấy một ngọn lửa bùng lên giữa eo biển nhưng sẽ nhanh chóng biến mất. Những ngư dân không cần chủ động nhặt vỏ sò vì vỏ sò sẽ tự động lăn vào thùng cá. Sự ẩn dụ này vô cùng dễ hiểu. Ngoài eo biển, Quigley cũng nói rằng có một vùng đất ở châu Phi sẽ bị cháy, nhưng ngọn lửa đó sẽ được dập tắt bởi một cơn mưa đỏ. Và quốc gia có dân số đông nhất sẽ nắm lấy chức vương triệu quyền lực của thế giới. Dự báo thứ 4 mà Quigley đề cập chính là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo sẽ đẩy con người vào thế giới ảo. Tuổi thọ của con người sẽ phụ thuộc vào tài sản của họ. Thực ra đây là một tin vừa tốt vừa xấu, bởi nó chứng tỏ công nghệ của con người đã tiến bộ, tăng cường khả năng chống lại bệnh tật. Nhưng tin xấu là chỉ có những người giàu mới có thể tận hưởng điều này. Cuối cùng, dự báo của Quigley nói rằng thảm họa tự nhiên sẽ xảy ra, nắng nóng kỷ lục sẽ kéo dài nhiều ngày và hạn hán cùng lũ lụt sẽ hoành hành trên toàn cầu.
những hoạt động địa chấn, núi lửa sẽ diễn ra rất thường xuyên và cho núi lửa sẽ rơi xuống cùng những cành hoa anh đào. Có vẻ như bà đang ám chỉ về đất nước Nhật Bản. Liệu rằng đây có phải là dấu hiệu núi Phú Sĩ ở Nhật Bản sẽ phun trào vào năm 2024? Và cho núi lửa sẽ che phủ toàn bộ đất đai xung quanh, còn một số nơi khác thì lại bị nước biển nhấn chìm. Nếu đúng là dự đoán về Nhật Bản, thì đây sẽ là một thảm họa vô cùng đáng sợ. Trên đây là 5 dự báo của nhà tiên tri Quigley với những câu nói ẩn dụ mơ hồ. Vậy nên chúng ta hãy nghe như một câu chuyện và xem đó là lời khuyên trong cuộc sống. Bạn có điều gì muốn chia sẻ, hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.